các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn team mình đi ra ngoài đồng để tắm nha. Quê của mình là mùa nước là nước sẽ vô trong đồng ngập như thế này nè. Hôm nay mình sẽ dẫn team của mình đi ra ngoài đồng tắm. Rồi bắt đầu chuẩn bị đi nghe các em. Rồi nè mấy đứa nè, để dép đó đi. Để dép tập trung đó đi rồi đi xuống đây nè. Sau đâu đi xuống đi nè. Hôm nay mình dẫn bọn nhỏ đi tắm đồng nghe các bạn. Đó. Quê mình là mùa nước lên là đồng ngập hết trơn như vậy đó. Đi xuống đi, đâu có gì đâu. Đâu có sâu đâu. Nè đi xuống đi, đã dép đó rồi đi xuống nè. Khi mà đồng mà người ta cắt lúa rồi đó, khi mà mùa nước lên đó người ta không có làm vụ ba đó, rồi người ta sẽ cho nước vào đồng ngập như thế này nè. Đó, hôm nay mình dẫn team của mình ra đây cho nó tắm đồng một bữa. Bây giờ mình kiếm được cái ruộng này nước sâu nha các bạn. Đó. Nước ngập mùa nước lũ ở quê mình nó nghe ngoài đồng đây là ngoài đồng đây. Đó, nước lên rất là nhiều. Đây, mình dẫn con nhỏ mình ra đây tắm đồng trải nghiệm một bữa nha. Sao mấy đứa? Mấy đứa thấy bữa nay tắm đồng sao mấy đứa? Hả? Vui không? Vui. Sĩ xong đây nhanh đi sĩ. Nước đồng sao? Nước nước ngoài đồng sao? Có mùi gì không? Thôi. Có gì đâu thôi. Team của mình ra ngoài đồng tắm nha, rất là vui nha. Đây là anh sĩ mập nè, anh sĩ mập này rất là nhát nha. Con nhỏ vui đùa rất là luôn nha. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, tắm đàng hoàng nè. Để tao quậy là nước chỉnh lên là thủ hành luôn đó nghe. Đi ra ngoài đồng tắm á là nước chỉnh không đó, đừng có quậy gì trơn á. Rất là vui nha các bạn. Quá vui luôn rồi. Bữa nay là tắm đồng mà mùa nước lũ nha. Bọn trẻ rất là vui. Hôm nay đi học rồi, bữa nay chủ nhật dắt ra ngoài đồng tắm nha một bữa cho nó đã nha. Tắm biển nha mọi người, tắm biển ha, biển ơi, biển đồng. Biển đồng còn hơn bị chết. Ấy bữa nay đi chơi ngoài đồng có vui không sĩ? Dạ vui. Sao cảm giác tắm đồng có sợ đĩa đeo gì không hả? Dạ, sao sợ. Có đĩa đâu mà sợ. Còn Duy Khanh nàng sao, tắm ngoài đồng sao? Không sợ vậy. Có gì đâu mà sợ, nước ngoài đồng mà như cũng như nước sông thôi. Lặn hộp xuống coi. Không biết bơi. Không biết bơi hả? Dạ. Cạn nhiều mà không biết bơi cái gì. Con nhỏ này quá là vui nghe. Kim Thì lặn hộp luôn. Quá vui, quá vui. Quê mình mùa nước lũ sẽ lên như thế này nè các bạn. Đó. Bao la nước mênh mông. Kim Cương sao Kim Cương? Vui, đã. Mà nước sao có mùi gì không hả? Thuỳnh, Thuỳnh hả? Thuỳnh, Thuỳnh sao tắm hả? Đúng rồi, nhưng mà không tắm. Sao đang cởi ngựa nha. Con nhỏ chắc là vui nha. Kim Thầy sao Kim Thầy? Hả? Kim Thầy quá lăn lộn luôn rồi. Hồi đó giờ chưa đi tắm đồng lần nào hết trơn nè, bữa nay đi. Hả? Sao? Sao Hoàng Khánh không chịu tắm gì trơn à? Mấy đứa chỗ tài cái gì đi, chơi cái gì hay là chỗ tài biệt danh gì đi? Làm gì Kim Cương?
quá vui các bạn ơi. Cảm giác đi tắm ngoài đồng là vui lắm nha. Hậu Lan không có vui bạn này. Hậu Lan á, mình chưa có tắm, bữa nay nước nó sâu rồi, mình giải tắm giải hợp. Cái đó là bè chuối đó. Hoàng Khánh phát hiện được chiếc bè nghe. Hồi xưa hồi nhỏ mình á là cỡ 40-50 năm về trước đó, mình có thường hay là lấy chuối mình làm bè lắm nha, làm bè lớn lắm, còn này bè nhỏ xíu à. Đây đây là chiếc bè hồi xưa mình thường lấy chuối làm bè đó nha. Con cua trèo lên đâu nổi đâu, chiếc bè nhỏ xíu à, sao trèo lên nổi. Bỏ nó đi, thả đi. Sĩ xong lại đây tắm đi sĩ. Leo lên bảo. Con gia bảo leo lên còn để đỡ chứ mấy bay leo lên là nó chìm hết trơn à. Ốc này đem vô ăn được không con hai? Thôi, ốc này là ốc bu vàng đó. Con cua. Thả con cua đi để thâu nó kẹp. Nó kẹp á, đau á. Chiếc bè nhỏ xíu à, sao chở được? Con gia bảo á. Từ từ bay đẩy lên, chở một đứa à, chứ leo lên hai đứa là chìm mà, một đứa nó còn chìm nữa đây chi hai đứa. Bữa nay bọn nhỏ tắm đồng chắc là vui nha các bạn. Hai. Mùa nước lũ ở quê mình nha. Đây mấy đứa đang tập bơi đó nghe. Biết bơi chưa hả? Con chưa biết. Cho con sĩ nó kè cho nó trải nghiệm chiếc bè coi, nó chưa biết chiếc bè đó. Mấy đứa tắm phái không? Đã không? Đây là chiếc bè nha, hai đứa chưa biết chiếc bè là gì trơn á, bây giờ mới biết á. Chèo lên coi, bước cái giò lên. Đứa một thôi chứ hai đứa là nó chìm. Chiếc bè này nhỏ quá à. Đừng có lắc, đừng có gì trơn á, chèo lên nằm xuống luôn. Không biết gì trơn. Hồi đó giờ chưa gặp chiếc bè nên không có biết xử lý như thế nào hết trơn. Nó chèo lên nằm như vậy nó làm gì khó. Đây tới anh nè. Tới anh nè. Ủa em thử. Bông ra. Tới em thử. Lên. Em thử vô. Nãy giờ cứ thử. Mày kêu gì kìa. Tranh bơi lên đẳng đi nha bà. Bây giờ video của mình đến đây kết thúc nha. Bây giờ mấy đứa tạm biệt khán giả đi. Video hôm nay là dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài đồng tắm đó nha. Rồi bye bye khán giả đi.